Tại Hội thi Thể thao Người Khuyết Tật Hải Phòng lần thứ 2 năm 2018, nhiều khán giả đã cổ vũ nhiệt tình và dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho vận động viên bóng bàn Huỳnh Di Khánh. Sự nhanh nhẹn, dẻo dai, quyết đoán cùng những pha đôi công chớp nhoáng, hiệu quả đã mang lại cho Khánh tấm huy chương vàng đơn nam, góp thêm vào bộ sưu tập gần 100 huy chương của cậu. Thành tích ấy là kết quả xứng đáng cho niềm đam mê, sự quyết tâm khổ luyện và nghị lực đáng khâm phục của chàng trai trẻ. Huỳnh Duy Khánh, sinh năm 1989, là con cả trong gia đình có hai anh em trai tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Sinh ra khỏe mạnh bình thường, năm 1997, khi đang học lớp 3, một lần trong giờ ra chơi, Khánh bị vấp ngã, dẫn đến chấn thương não. Hai lần phẫu thuật trong hơn một tháng, dù các bác sĩ và gia đình giành giật lại Khánh từ tay tử thần, nhưng từ đó em bị liệt nửa người. Khi mới bị liệt và mổ xong ấy, thì là em có cảm giác như chán trường và tự ti lắm. Vì là đang là một vận động viên bình thường bóng bàn thì mình lại trở thành một người làm một chỗ, không làm được gì cả. Lúc đấy là thực sự tâm trạng là muốn tự tử. Chuỗi ngày dài sống trong đau đớn và chán nản chỉ chấm dứt khi Khánh quyết tâm quay lại với thể thao. Năm 2005, cậu tham gia giải điền kinh toàn quốc dành cho người khuyết tật và xuất sắc giành 3 tấm huy chương bạc, phá vỡ kỷ lục Đông Nam Á ở hai cự ly 100 và 400 mét. Tuy nhiên, sau đó, do sức khỏe không đảm bảo, Khánh buộc phải từ bỏ điền kinh và chuyển sang chơi bóng bàn. Được bố mẹ động viên, đồng hành, Khánh dần tìm thấy niềm đam mê với môn thể thao này. Từ những bước di chuyển cơ bản, cách cầm bóng bên tay bị liệt, đến những pha đôi công hấp dẫn, Khánh luôn nhận được sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các thầy là những huấn luyện viên tên tuổi ở Hải Phòng, Hải Dương và có cơ hội nâng cao chuyên môn bởi các chuyên gia quốc tế. Cái quãng ngày mà em luyện chân luyện tay bằng tạ ấy, nó đau đớn đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ. Nó khiến em chịu rất nhiều đau đớn và tổn thương. Và do lão em có chịu ảnh hưởng rất nhiều về cái mặt tổn thương do một lần mổ đấy, nên là nhiều lúc tập luyện có thể là em bị ngất hoặc bị đau đầu, em không chịu được. Sự động viên của mọi người và sự những giọt nước mắt của mẹ, sự buồn bã của mẹ chính là cái động lực để khiến em cố gắng vượt qua các khó khăn để mà tập luyện. Qua quá trình cháu chơi ấy, thì cũng do là nỗ lực cái bản thân của cháu là chính. Còn gia đình tôi thì là cũng là tạo điều kiện cho cháu, cái môi trường để cho cháu nó chơi, nó hòa nhập. Sau hơn 10 năm theo đuổi niềm đam mê và tích cực tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, đến nay, bộ sưu tập huy chương của Huỳnh Duy Khánh có đủ màu với gần 100 chiếc. Đặc biệt, năm 2015, tại Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Đông Nam Á ASEAN Paragames lần thứ 8, cậu giành được huy chương bạc đồng đội Class 8, đóng góp vào thành tích đứng thứ 4 chung cuộc của Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam tại giải đấu. Năm 2017, Khánh tiếp tục giành thêm một huy chương bạc đồng đội Class 8 tại ASEAN Paragames lần thứ 9 và lọt vào vòng tứ kết đơn nam. Thành tích hiện tại của mình bây giờ thì em mới chỉ cảm thấy đó là một bước đầu để cho em cố gắng hơn nữa những giải tham gia sắp tới. Và em vẫn có nghĩ rằng mình vẫn có khả năng hơn thế nếu như vượt qua được áp lực về mặt tâm lý. Dù đi lại khó khăn, nhưng bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, Huỳnh Duy Khánh lại vượt gần 5 cây số đến tập luyện tại câu lạc bộ bóng bàn Kiến An. Hơn 4 năm gắn bó, nơi đây như gia đình thứ hai của Khánh. Để có được những bước di chuyển vững vàng và nhanh nhẹn như ngày hôm nay, Khánh không bao giờ quên sự tận tình, dìu dắt của các thầy trong câu lạc bộ. Những lời động viên, chia sẻ luôn là liều thuốc tinh thần giúp Khánh vượt qua sự mặc cảm, tự ti, không ngừng rèn luyện và vững tin theo đuổi niềm đam mê của mình. Những năm gần đây, một số học sinh được Khánh chỉ dạy và chia sẻ kinh nghiệm cũng đã giành giải cao tại các giải đấu của thành phố và toàn quốc. Vận động viên Khánh của câu lạc bộ ấy, thì là rất là chăm chỉ luyện tập. Thế thì có những lúc là chúng tôi cũng người khỏe mạnh mà tập cũng đã rất là mệt mỏi rồi.
Nhưng mà nói là Khánh đã rất là luyện tập và chúng tôi thấy đó là một cái gương tốt cho câu lạc bộ. Thì Khánh đôi lúc cũng mặc dù đã mệt rồi nhưng cũng rất tranh thủ để hướng dẫn các cháu và nhiều người ở trình độ thấp hơn để làm sao để bắt nhịp với lại cái nền bóng bàn hiện tại. Thì cháu hiện nay ấy là cháu chơi như thế là chơi là toàn tự phát chứ không có một cái chế độ gì. Cũng rất mong là hội khuyết tật thành phố là quan tâm động viên cho cháu để giúp cháu coi như là phát triển được khả năng nó tốt hơn nữa. Mong muốn có một sức khỏe tốt để mà tập luyện, để mà thi đấu hiệu quả nhất. Và em cũng mong muốn rằng là mình có một cái tâm lý thi đấu được tốt để mà hướng tới những cái giải thi đấu ở các đấu trường lớn hơn, mang thật nhiều huy chương và những cái sự nỗ lực cố gắng của em cho bạn bè quốc tế được biết. Huỳnh Duy Khánh đang vững bước trên những bậc thang chinh phục ước mơ và khát vọng. Dù phía trước là bao gian nan, vất vả, nhưng với sự đồng hành của gia đình, cùng tinh thần lạc quan, niềm tin yêu cuộc sống và nghị lực đáng khâm phục, tin rằng con đường tới vinh quang của Duy Khánh sẽ có cả hoa hồng và những giọt nước mắt hạnh phúc. Tin rằng ngày không xa, cậu sẽ thực hiện được ước mơ tươi đẹp của mình.